Xin chào tất cả các bạn. Kênh Tâm Thiện Tứ Sinh hôm nay tiếp tục quay lại với chủ đề lịch thời vận tốt 12 con giáp ngày 5 tháng 8 năm 2023. Ngày 5 tháng 8 năm 2023 tức là thứ bảy lịch âm ngày 19 tháng 6 ngày Ất Mùi tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão. Tổng luận của ngày là vận may được cải thiện và bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn. Phương vị tốt, hỷ thần ở Tây Bắc, tài thần ở Đông Bắc, quý thần Tây Nam, phúc thần Đông Nam. Phương vị xấu, hạc thần tại thiên, phương vị tam sát không động thổ, làm ở chính Tây. Tuổi Kỵ, Kỷ Sửu, Tân Sửu. Giờ tốt 3 giờ đến 4 giờ 59 giờ Mậu Dần, 15 giờ đến 16 giờ 59 giờ Giáp Thân. Các việc nên làm là cầu tài, giá thú, giao dịch may áo. Các việc cần tránh là xuất hành, khai trương, uống thuốc trị bệnh, trồng cây gieo hạt, cắt tóc, cầu cúng, cầu phúc, vân vân. Ở đây có một vài điểm cần lưu ý. Ngày này, ngày Ất không nên trồng trọt, cây khó mọc. Ngày Mùi không nên uống thuốc, không có tác dụng. Ngày này có sao bất tương, thành thánh tâm nên tốt cho việc giá thú, tức cưới gả, nhận chức. Chư thần tại thiên nên cũng không hợp cho cúng tế vào ngày này. Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền tra xét việc trai tiếu, nên việc ai ăn chay, tu tạo, chuẩn mực sẽ có phúc phần gấp trăm lần. Chúng ta đi đến phần thứ hai là mức độ tốt xấu của 12 con giáp. Vì tuổi đầu tiên đó chính là tuổi Tý. Tổng luận, quan sát vượng nhật, động lực và đam mê sẽ thu được kết quả. Tình cảm, hãy quan tâm đến người yêu nhiều hơn. Đừng lúc nào cũng cãi vã, như vậy chỉ đẩy người yêu cho kẻ thứ ba đang để mắt đến mà thôi. Sự nghiệp, bạn nên điều chỉnh thái độ khi giao tiếp và hợp tác với người ở bộ phận khác hoặc đối tác, tránh hiểu lầm và làm mất lòng. Động lực và đam mê của bạn sẽ giúp bạn cải thiện vị trí ở nơi làm việc rất nhiều. Tài vận, vì sơ suất mà gây ra sự cố trong công việc, có thể ít nhiều ảnh hưởng tới tài chính của bạn. Nhận được tiền hỗ trợ từ người thân, không thích hợp đầu tư tài chính và may rủi, thường ứng vào các tuổi Canh Tý và Bính Tý. Con giáp quý nhân của bạn sẽ là người ít tuổi, tuổi Sửu. Phương vị khai vận nghề chính, chính Tây, Tây Bắc, Đông Nam. Phương vị khai vận nghề phụ, chính Bắc, chính Tây, Tây Bắc. Con số may mắn 42, 15, 34. Mặc áo khai vận, hồng, xanh lá cây, vàng chanh. Xoay bút 3 vòng theo chiều kim đồng hồ rồi ký. Tuổi Sửu, tổng luận, phùng xung chi nhật, chú ý sức khỏe và sự an toàn khi ra ngoài. Tình cảm, bạn phải biết cho đối phương đủ thể diện trước mặt người ngoài, thay vì luôn luôn chuyện bé xé ra to, khiến mâu thuẫn giữa hai người càng thêm trầm trọng. Sự nghiệp, dám làm việc, chăm chỉ, bắt đầu kinh doanh bất cứ khi nào có cơ hội và có một kế hoạch mới bắt đầu. Tài vận, bạn nên thận trọng triển khai các công việc quan trọng trong ngày này, đặc biệt là các tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu. Tuy nhiên, bằng sự chăm chỉ lên nguồn thu nhập khá ổn định, bạn nên để ý tới sức khỏe bản thân nhiều hơn. Không tốt đầu tư tài chính vào ngày này, con giáp may mắn của bạn sẽ là người tuổi Tỵ, thiên hướng khắc giới. Phương vị khai vận nghề chính, Đông Nam, chính Tây, chính Bắc. Phương vị khai vận nghề phụ, chính Đông, chính Tây, Tây Bắc. Con số may mắn 15, 2, 13, mặc áo khai vận xanh, cam. Xoay bút 2 vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi ký. Chúng ta sang tuổi thứ 3 là tuổi Dần. Tổng luận, thất sát chi nhật có lợi cho công việc sáng tạo cái mới. Tình cảm, đây cũng là ngày có lợi cho bạn có những cuộc hẹn hò. Bằng cách nói hấp dẫn của mình sẽ thu hút được sự chú ý của người khác giới. Sự nghiệp có một vài ích tắc nhỏ. Quan trọng lúc này bạn không nên nản chí. Bằng năng lực sáng tạo của bản thân, bạn sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Tài vận hôm nay thể hiện ngay trong công việc. Với trình độ vững vàng và khả năng làm việc thoải mái, sẽ sớm có cơ hội và được thăng chức tăng lương. Thích hợp để bạn đầu tư tài chính nhưng đừng quá tham vọng nên biết điểm dừng mà rời cuộc chơi. Con giáp quý nhân của bạn sẽ là người tuổi Ngọ, tuổi Mão. Phương vị khai vận nghề chính, Đông Nam, chính Nam, Tây Bắc. Phương vị khai vận nghề phụ, chính Bắc, chính Tây, Tây Bắc. Con số may mắn 35, 16, 8. Mặc áo khai vận xanh nhạt, hồng. Xoay bút 8 vòng thuận chiều kim đồng hồ rồi ký. Chúng ta sang tuổi Mão. Tổng luận, Long Mã tinh thần dẫn đầu trong mọi việc, dễ có được thành công. Tình cảm,
Tình cảm hòa thuận, hai người dù bận rộn việc riêng cũng sẽ dành thời gian quan tâm chăm sóc cho nhau. Sự nghiệp, bằng năng lực sẵn có trong người, hôm nay bạn sẽ phát tiết đúng lúc, đúng chỗ, điều khiến bạn hàng, đối tác hoặc các lãnh đạo sẽ đánh giá cao. Tài vận, bạn chi tiêu tương đối phóng túng, nên cân đối với các khoản thu chi, dự án bạn đang làm có khả năng triển khai khá tốt. Ngoài ra tiền bạn cho vay sẽ được trả lại. Con giáp quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Thìn. Phương vị khai vận chính Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Phương vị khai vận nghề phụ Đông Bắc, Đông Nam, chính Bắc. Con số may mắn 15, 23, 36, mặc áo khai vận màu ghi. Tuổi Thìn, tổng luận, quan tinh hợp thân, có lợi cho việc kết giao người yêu quyền quý. Tình cảm trong một ngày vui ngọt ngào, bạn hạnh phúc khi được đi cùng người yêu và nhận được món quà ưng ý. Sự nghiệp, khi gặp vấn đề không hiểu, bằng sự chia sẻ thẳng thắn của mình đã giúp bạn có kiến thức quý báu, đồng thời được mọi người đánh giá cao. Ngày hôm nay tốt cho bạn làm quen những người quyền quý, họ sẽ cho bạn nhiều kiến thức. Tài vận, có nhiều nguồn tài lộc dồi dào có thể giúp bạn kiếm bộ tiền, nên nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Bạn sẽ được quý nhân hướng dẫn cách kiếm tiền. Con giáp quý nhân tuổi Sửu thường lớn tuổi cùng giới. Phương vị khai vận nghề chính, chính Nam, Đông Bắc, Tây Nam. Phương vị khai vận nghề phụ, chính Bắc, Đông Nam, Tây Bắc. Con số may mắn 3, 16, 34. Mặc áo khai vận cam, hồng, xanh ra trời. Xoay bút 3 vòng theo chiều kim đồng hồ rồi ký. Tuổi Tỵ, tổng luận, thương quan, kiến quan, mọi việc có trở ngại không như ý. Tình cảm, nếu muốn chia tay hãy trực tiếp nói ra, đừng nói với đối phương qua mạng. Đây là một cách rất thiếu tôn trọng, sẽ khiến đối phương rất thất vọng. Sự nghiệp, bạn biết cách đối xử, đối nhân xử thế tốt, biết khen người xung quanh, nên được sự giúp đỡ về nhiều mặt ở nơi làm việc, hoàn thành công việc thuận lợi. Tuy nhiên, việc chính của bạn vẫn chưa giải quyết xong, trong lòng không khỏi lo canh cánh. Tài vận, may mắn được quý nhân chỉ dẫn, tìm ra phương hướng mới, tuy nhiên cần phải tìm hiểu thật kỹ vấn đề, nên nghiêm túc, đừng hài hước không đúng lúc. Tiền tài từ nghề phụ dự báo, bạn có thể trúng vé số ngày hôm nay. Quý nhân của bạn là người tuổi Thân, khắc giới. Phương vị khai vận nghề chính, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam. Phương vị khai vận nghề phụ, chính Đông, chính Nam, Đông Bắc. Con số may mắn 5, 7, 8. Mặc áo khai vận màu vàng đỏ, xoay 7 vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi ký. Tuổi Ngọ ấn thụ kiếp tài, chủ động công việc để tránh tổn thất. Tình cảm, đừng loại trừ người khác giúp bạn giới thiệu bạn đời. Buổi xem mắt tương đối suôn sẻ, bạn cùng đối phương trò chuyện vui vẻ, có thể sẽ sớm tiến tới hôn nhân. Sự nghiệp, đừng tùy tiện trốn tránh trách nhiệm, nếu là vấn đề của bản thân thì nên nghiêm túc kiểm điểm và tổng kết. Đừng nghĩ người khác đổ lỗi cho mình mà hãy tự mình đối mặt mạnh dạn giải quyết vấn đề đó. Tài vận, bản thân mắc lỗi, bạn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tài chính của bản thân. Không nên đầu tư tài chính, dễ bị người khác lấy mất tiền. Kiểm tra gần đây phần bếp nấu bị cập kênh, ảnh hưởng tới tài lộc của bạn. Con giáp quý nhân của bạn là tuổi Tỵ, tuổi Dần. Phương vị khai vận nghề chính, Tây Nam, Đông Bắc, chính Nam. Phương vị khai vận nghề phụ, chính Bắc, Đông Nam, Tây Bắc. Con số may mắn 158. Mặc áo khai vận trắng, màu đỏ, màu nâu, xoay một vòng thuận chiều kim đồng hồ rồi ký. Tuổi Mùi tổng luận, ám hợp quý nhân, có thể triển khai các việc quan trọng. Tình cảm, người có gia đình nên thận trọng ngày này, nên giữ khoảng cách với người khác giới, nếu không sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của bạn sau này. Sự nghiệp đang có chiều hướng phát triển vượt bậc, bạn bè thường xuyên giúp quan tâm giúp đỡ, đầu óc nhạy bén, phán đoán tương đối chính xác về các sản phẩm tài chính và có thể đưa ra những bước đi vững vàng. Tài vận, may mắn có cơ hội trúng lớn, tâm huyết đầu tư không ngừng tăng cao, nhưng đừng quá manh động, nên dừng đúng lúc đúng chỗ. Con giáp quý nhân của bạn là tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Phương vị khai vận nghề chính, chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc. Phương vị khai vận nghề phụ, chính Bắc, chính Tây, Tây Bắc. Con số may mắn 4, 17, 39. Mặc áo khai vận màu đỏ, màu xanh lá cây. Xoay bút 4 vòng thuận chiều kim đồng hồ rồi ký. Chúng ta sang với tuổi Thân. Tuổi Thân tổng luận, ám hợp quý nhân, tài lộc khá tốt, nhưng hãy chú ý đến lời nói của bản thân. Tình cảm có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Thỉnh thoảng hãy hẹn hò để mỗi ngày đều giống như mối tình đầu. Sự nghiệp, hôm nay là người bạn, không nên đưa ra quan điểm của mình một cách mạnh mẽ, vì mọi việc vẫn đứng yên tại chỗ, mọi người sẽ hiểu sai ý của bản thân. Hãy đợi thời điểm thích hợp để tỏ bày.
Tài vận, bạn nhận được sự hỗ trợ về tài chính khiến mọi thứ thoải mái hơn. Nhớ dùng thiếu tiền không nên vay lãi suất cao, nên đặt chậu cây xanh ở phía bắc để kích vận tuổi trong năm nay. Con giáp quý nhân của bạn là tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Phương vị khai vận nghề chính, chính bắc, đông bắc, tây nam. Phương vị khai vận nghề phụ, chính tây, tây nam, chính bắc. Con số may mắn 9, 22, 67. Mặc áo khai vận ghi xanh, hồng nhạt, xanh lá cây. Xoay 9 vòng thuận chiều kim đồng hồ rồi ký. Chúng ta sang tuổi Dậu. Tổng luận, ấn thụ sinh thân, có quý nhân giúp đỡ nhưng bản thân nên nỗ lực nhiều hơn. Tình cảm, không phải ai cũng xứng đáng để bạn nỗ lực. Có người chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của bạn, nên hãy tỉnh táo kẻo bị lừa gạt. Sự nghiệp, bạn sẽ có địa vị làm việc tương đối tốt trong sự nghiệp. Càng có giá trị càng được mọi người tin yêu, đương nhiên tăng lương cũng không thành vấn đề. Tài vận hôm nay nhìn chung tốt, thực tế còn ẩn giấu xung quanh chúng ta một số cơ hội kiếm tiền. Nhất định phải giỏi quan sát và đi trước người khác thì mới thực sự kiếm được. Bạn có thể đầu tư tài chính. Con giáp quý nhân tuổi Sửu, tuổi Tuất. Phương vị khai vận nghề chính, đông nam, chính đông, chính bắc. Phương vị khai vận nghề phụ, chính tây, chính nam, tây bắc. Con số may mắn 3, 28, 34. Mặc áo khai vận cam, vàng, trắng. Xoay hai vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi ký. Tuổi Tuất, tổng luận, thương quan sinh tài, dùng thế mạnh của bản thân sẽ có lợi. Tình cảm, khi theo đuổi ai đó cũng phát triển. Tôn trọng sự sở thích của người khác, đừng lúc nào cũng áp đặt mong muốn của bản thân lên người khác, cho rằng đó là điều tốt cho đối phương. Sự nghiệp, tương đối tốt, có thể hoàn thành công việc vừa đảm nhận hiệu quả hơn, còn năng lượng giúp đỡ đồng nghiệp xung quanh nên được mọi người quý mến. Tài vận, chỉ cần bạn thực sự muốn kiếm tiền thì vẫn có rất nhiều cách để làm. Nếu thật tâm nhờ người khác tư vấn thì rất dễ dàng. Đầu tư tài chính nên cẩn thận, dễ bị thua lỗ. Con giáp quý nhân tuổi Mão, tuổi Hợi. Phương vị khai vận nghề chính, chính nam, chính đông, tây nam. Phương vị khai vận nghề phụ, chính đông, chính bắc, đông nam. Con số may mắn 1, 24, 43. Mặc áo khai vận tím mà nhạt, màu nâu. Xoay một vòng thuận chiều kim đồng hồ rồi ký. Chúng ta sang tuổi cuối cùng là tuổi Hợi. Tổng luận, sát ấn tương sinh, chuyển những điều xấu thành có lợi. Tình cảm, các bạn độc thân sẽ được nhiều người giới thiệu. Có thể đến rồi đi, nhưng đừng nản chí vì sắp có một người ưng ý với bạn. Sự nghiệp, với ý chí mạnh mẽ và kiên trì nhiều trong công việc khó khăn đến cuối ngày, bạn đều giải quyết một cách ổn thỏa. Tài vận, hôm nay tài vận thiện ở việc mua sắm. Mua phải một đống đồ kém chất lượng cần thay thế, gây lãng phí tiền bạc. Các thiết bị trong nhà cần được sửa chữa. Con giáp quý nhân của bạn là tuổi Thìn, tuổi Mão. Phương vị khai vận nghề chính, đông nam, đông bắc, chính nam. Phương vị khai vận nghề phụ, tây bắc, chính nam, đông nam. Con số may mắn 4, 1, 3, 6. Mặc áo khai vận trắng sữa, tỏ cam. Xoay bút 6 vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi ký. Tức là khi tôi đã trình bày xong, phần đầu tiên là phần tổng luận, phần thứ hai là phần mức độ tốt xấu của 12 con giáp, thì sang phần thứ ba, đó chính là giờ tốt, làm gì có lợi. Tức ngày đã tốt, ngày đẹp, nhưng chúng ta cần phải tìm cái giờ đẹp để mà có thể triển khai được công việc nó phù hợp hơn. Thì ở đây tôi chia thành hai khung giờ chính là 3 giờ đến 4 giờ 59 giờ Mậu Dần. Xuất hành tây bắc, gia trạch, tiền tài và sự nghiệp đều tốt, chú ý đến trẻ nhỏ. Quan lộc, chức vị tương xứng, thi cử thuận lợi. Cầu tài, mùa thu có thể đạt được đại tài. Tức mùa thu thì nếu như chúng ta cầu ở thời điểm này thì ở mùa thu chúng ta sẽ có một khoản tiền rất lớn. Hôn nhân không thuận, thai sản sinh nam, tận bệnh chú ý đến tỳ. 15 giờ đến 16 giờ 59 giờ Giáp Thân, xuất hành ở chính đông, chính bắc. Gia trạch nhân khẩu bình an, quan lộc có thăng chức trong nội bộ, thi cử thuận lợi, cầu tài có cạnh tranh nhưng vẫn được, hôn nhân không thuận, thai sản sinh nữ, tật bệnh chú ý đến phổi. Như vậy tôi đã trình bày xong lịch thời vận tốt ngày 5 tháng 8 năm 2023. Mọi người có thể để lại lời bình luận dưới video này và có những công việc các bạn quan trọng có thể bình luận ở dưới video để tôi có thể hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các bạn. Kênh Tâm Thiện Tính Sinh xin trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.